bàn tay. Lần sau còn như vậy không? Hả? Mồm đâu? Lần sau có làm sao? Hỏi nó là coi tội gì mà ba bắt ra đây đứng tường? Tội gì mà ba bắt ra đây đứng tường? À. Con làm gì sai? Hả? Nãy con làm gì sai mà ba bắt con ra đây đứng tường? Nãy con làm cái hành động gì? Con làm cái hành động gì sai? Con ném cái gì đó? Không nói quật. Nói đi, nãy con ném cái gì? Nãy con ném cái gì? Khoanh tay lại. Nãy con, nó chỉ, đúng rồi, để cho nó chỉ đi. Nãy con ném cái gì? Con ném cái nào? Con ném cái nào? Con ném cái nào? Cái nào? Rồi, như vậy là đúng hay sai? Như vậy là đúng hay sai? Nói. Nói, như vậy là đúng hay sai? Mồm, nói. Không nói quật. Như vậy là đúng hay sai? Nói. Như vậy là đúng hay sai? Sai, rồi sai thì phải làm sao? Sai thì phải làm sao? Xin lỗi chưa? Lần sau còn sao? Rồi tự lấy cái tay kia đập vào cái tay nào ném? Tự lấy cái tay kia đập vào tay mình đi. Tay nào ném? Tay nào ném? Tay nào ném? Lúc này tay nào cầm ném? Lần sau con không dám nữa. Nói to lên, nói phải cho ra lời chứ mà nhè nhè trong mồm. Nói như thế nào? Nói to, không to quật tiếp ba mày. Nói to lên, lần sau lần sau. Này, cái tay này ném đúng không? Tay này ném đúng không? Rồi xe ra. Lấy ra này, đập vô. Rồi, ba mày đi ra đây cho nó đứng đấy. Đứng đấy 5 phút nữa. Xoay mặt vào tường. Đứng xoay mặt vào tường chứ không phải xoay mặt ra đây. Quay mặt vào trong tường, úp lưng vào. Quay mặt lại. Khoanh tay lại, đứng đó. Khoanh tay lại, đứng đó. Không muốn mạnh ra. Đứng đó đi, xoay mặt vào tường đi, ba đánh.